Những ngày qua, nhiều xe thuộc hãng Thành Bưởi liên tục ra vào một khu đất ngay bên dưới dạ cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh. Việc phát sinh xe khách ra vào khu vực này khiến người dân lo mất an toàn giao thông. Tuổi Trẻ Online đã tìm đến đây để ghi nhận. Khu vực này khó tìm kiếm, đầu ngõ dẫn vào chỉ có hai biển hiệu ghi bãi giữ ô tô và xe máy. Nhà chờ bên trong cũng không có bảng hiệu ghi rõ tên nhà xe. Nhiều hành khách dì tai nhau đây là bến mới của hãng xe Thành Bưởi. Chiều 23 tháng 10, phía trước địa điểm này có khá đông taxi và xe ôm tập trung chờ kéo khách. Khi phóng viên thử gọi vào số tổng đài của nhà xe Thành Bưởi 19006079, nhân viên nói có thể đến tại văn phòng Hàng Xanh hoặc tới địa chỉ 722/2 Điện Biên Phủ để đón xe. Càng về chiều, trong bến rất đông khách chờ đợi lên xe khởi hành. Cứ cách 10 phút là có đến 3 đến 4 xe vào cùng lúc để đón khách. Đang chờ xe để về Lâm Đồng, chị M, 29 tuổi cho biết, lúc gọi tới đặt vé, nhà xe này vẫn nói sẽ đón ở 630 Điện Biên Phủ như thường lệ. Nhưng cách giờ xe khởi hành 2 tiếng, hãng này gọi lại và báo sẽ đón khách ở địa chỉ 722/2 Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tôi biết Thành Bưởi có địa chỉ này. Lúc tìm đường đến bến mới, tôi gặp nhiều khó khăn vì khó kiếm, phải đi vào một hẻm nhỏ chứ bến không nằm trên đường lớn, chị M chia sẻ. Tuổi Trẻ Online cũng đã liên hệ qua điện thoại với trưởng phòng hành chính nhân sự của hãng xe Thành Bưởi để trao đổi về vấn đề này. Tuy nhiên, vị này nói không có trách nhiệm phải trả lời. Trong khi đó, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 22, quận Bình Thạnh, cho biết khu đất dưới dạ cầu Sài Gòn chỉ là trạm để hãng này để xe và trung chuyển hàng hóa. Không được đón khách tại đó, nếu xảy ra trường hợp như phản ánh, phường sẽ phối hợp với công an để kiểm tra, xử lý bến bãi. Phường sẽ nắm rõ thông tin từ phía công an để tiếp tục tìm hiểu, ông Quang nhấn mạnh. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết không cấp phép cho bất kỳ một điểm đón khách mới nào ở khu vực dạ cầu Sài Gòn như Tuổi Trẻ Online phản ánh. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại nhiều bến cóc, các hãng xe tận dụng trạm xăng, trạm xe buýt, bãi giữ xe, làm điểm dừng, đón trả khách sai quy định. Chính quyền địa phương khẳng định những điểm này đang khai thác sai công năng cho phép ban đầu.